còn những bài ấy chị được không chị? Chào em, đây là cái video xin code cái bài 4 trang 51 theo yêu cầu của một bạn không biết là học sinh hay giáo viên. Đề bài của nó như thế này. Vậy bây giờ ta sẽ sử dụng lệnh rẽ nhánh để vẽ viết như sau. Như vậy đầu tiên ta lại vào file, chọn new, chọn empty file, xếp nó lại với cái tên là bài 4 trang 51 tin 11 cụ thể chấm cpp. Ui, cái này là caplock cpp. Okay. Như vậy ta sẽ đi tiến hành nhập như sau. Đây các bạn xem nhé, đây yêu cầu là ta sẽ có hai cái biến xy kiểu float, bởi vì họ không nói kiểu gì thì mình dùng kiểu số thực là hợp lý nhất. Ta đi nhập xy cho nó, sau đó nếu như x bình cộng y bình mà nhỏ bằng 1 thì z sẽ bằng x cộng y, có nghĩa là mình xe ao ra là x nhân y cộng với x nhân x cộng y nhân y. Ngược lại nếu như đồng thời cả cái này mà lớn hơn 1 và y lớn bằng x thì ta sẽ in ra là z sẽ bằng là x cộng với lại y. Còn ngược lại nữa thì in ra là 0,5. Như vậy chỗ này mình có thể chỉnh sửa để cho họ thấy rằng là nó có cái sự hợp lý của nó. Thì ta sẽ làm như sau. Đây, ta sẽ chuyển đổi một chút như thế này để cho học sinh, cho mọi người dễ quan sát. Như vậy ta thử chạy cái câu 4A xem thế nào nhé. Ví dụ ta sẽ nhập là x bằng 4 và y bằng 2, chẳng hạn thế. X bằng 4, y bằng 2 thì nó đều không thỏa mãn những cái điều kiện trên, cho nên z của nó sẽ in ra là 0,5. Đó, như vậy bài toán đã được giải quyết. Bây giờ ta sẽ sang câu 4B. Đề của câu 4B như sau. Tìm z sẽ bằng trị tuyệt đối của x cộng trị tuyệt đối của y nếu như điểm x, y thuộc hình tròn có bán kính R, tâm là AB. Như vậy là ta sẽ đi giải quyết được cái bài này vào cái chương trình sau nhé. Bây giờ thì chương trình đầu tiên ta đã hoàn thành. Với như cái bài 4B đây thì ta sẽ thấy rằng z sẽ bằng trị tuyệt đối của x cộng trị tuyệt đối của y nếu như điểm x thuộc đường tròn bán kính R tâm AB. Như vậy một điểm mà thuộc đường tròn khi khoảng cách từ cái tâm đến cái điểm đó phải trúng bằng R. Như vậy đầu tiên ta sẽ đi tìm khoảng cách từ một điểm đến một điểm. Như vậy khoảng cách từ hai điểm thì ta sẽ, khi đó chương trình ta sẽ khai báo như sau. Ta sẽ có biến A, biến B, biến R và biến D. Còn x, y thì khai báo phía dùng luôn của câu A rồi. Nhập bán kính rồi nhập tọa độ của tâm. Sau đó thì ta sẽ tìm cái khoảng cách sẽ bằng là căn bậc 2 của x trừ A tất cả bình cộng với y trừ B tất cả bình. Sau đó ta so sánh nếu như x mà bằng gì? Nếu x mà bằng R thì hiển thị ra rằng là z bằng trị tuyệt đối của x cộng y, trị tuyệt đối của y, và ta sẽ dùng cái hàm ABS. Còn nếu như ngược lại thì ta sẽ hiển thị ra z sẽ bằng x cộng y và bằng cái này. Đấy là nội dung của bài. Như vậy ta sẽ chạy xem chương trình nó như thế nào. Ví dụ nhập xy là 1, 2 chẳng hạn. Bán kính là bằng 2. Tọa độ tâm là 1, 0 chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ ta sẽ xem là với x, y mà bằng 1, 2 thì câu A thì z của nó sẽ bằng là x cộng với y và bằng 3, tức là nó thuộc cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai của nó đây. Còn khi nhập bán kính bằng 2 và tọa độ tâm của nó là 1, 0 thì cái điểm xy này sẽ thuộc cái nằm trên đường tròn, cho nên z của nó sẽ bằng trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B và nó bằng 3. Đây. Như vậy là cái bài toán của ta đã giải quyết và được hoàn thành. Nếu như các bạn thấy cái chỗ này mình không phân biệt được câu A và câu B thì chỗ này mình có thể là đưa nó vào đây là thêm một cái câu là
IA kiểu như thế. Đây ta sẽ chèn vào đây là kết quả của IA hay IB. Thì bây giờ ta lại thử chạy thử xem chương trình nó như thế nào. Rồi, ta sẽ xem nhá. Như vậy ta sẽ nhập là XY là bằng à? Ví dụ như 3, 4 này. Như vậy 3 và 4 thì 3 bình cộng 4 bình lớn hơn 1 và y thì lớn hơn x, cho nên là nó sẽ thuộc trường hợp thứ hai, x cộng z bằng x cộng y. Trường hợp thứ hai ta sẽ nhập r ví dụ bằng 2, tâm là bằng 1 3 chẳng hạn. Như vậy thì nó cái điểm 3 4 này không thuộc đường tròn tâm 1 3 bán kính bằng 2, cho nên là z của nó sẽ bằng x cộng y. Đây, trường hợp B, trường hợp A ghi rất là cụ thể luôn, đúng không? Như vậy thì đấy là cái kỹ năng mà lập trình ta trình bày, ta chèn vào trong cái phần là cái phần chương trình của nó. Như vậy qua cái ví dụ này, hy vọng rằng quý thầy cô và các em học sinh theo dõi và thực hiện được, có thêm nhiều cái kỹ năng cho mình trong cái phần thực hiện cái câu lệnh if else và cung cấp thêm một số cái kiến thức về mặt toán học, tức là khoảng cách từ hai điểm trong một trong mặt phẳng thì nó bằng là căn bậc 2 của là x trừ a tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình, và cái khoảng cách đó mà bằng r thì đây là phép so sánh bằng, thì nó nằm trên đường tròn, còn nếu nó nhỏ hơn thì nó nằm trong và lớn hơn thì nó nằm ngoài. Ok, như vậy bài video của tôi đến đây là kết thúc. Các em hoặc là các thầy cô hãy nhớ ấn theo dõi, và nếu như có cái bài yêu cầu nào thì cứ viết dưới comment và ta cùng giải quyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ ấn đăng ký và theo dõi kênh.